là mày con đang kia ra rồi. Không phải đây đang cháy ở giữa đi. Ba xe tải à? Hai xe tải, hai xe con. Hai xe tải, hai xe con là bốn xe mà. Bốn xe tất cả các bạn. Bốn xe. Đúng rồi, nhưng mà một xe taxi ở giữa thì là cháy hết rồi, không còn một cái gì. Cọ sát thì là nó nổ. Rồi. Nó cọ sát mạnh thì nó nổ. Nhà mà ấy kia là lúc đấy là hỏa hồn. Hết hồn hết tiếng luôn. Mà lúc nào là một năm. Cái trường mầm non có thấy lên đâu. Đúng rồi. Nhưng mà có đâu tôi xem đây lên. Đội dân quân là đã phá hết mấy cái nhà xung quanh khu vực bị tai nạn để cho khỏi cháy lan sang các nhà khác rồi. Lúc nãy là cái xe con ở giữa đây cháy hết rồi. Hương Lung Phú Thọ các bạn ơi. Xe con lúc đấy tôi thấy cháy to lắm rồi, cháy hết rồi. Bây giờ các nhà xung quanh thì đã được sơ tán và phá những cái phần có thể cách lửa rồi nên không được gì. Xe kẹp giữa.